Trịnh Sảng viết hợp đồng với những yêu cầu quá quát buộc Trương Hằng phải tuân thủ. Từ ngày 18 tháng 1 cho đến nay, scandal về việc mang thai hộ của Trịnh Sảng và Trương Hằng vẫn đang là sự vụ ầm ĩ và ồn ào nhất làng giải trí Hoa ngữ. Mới đây, bố Trương Hằng đã tiết lộ bản hợp đồng do chính Trịnh Sảng viết tay và yêu cầu bạn trai cũ phải làm theo trước khi cô cho anh vay tiền, cùng những vấn đề liên quan tới việc thuê người mang thai hộ, nuôi dưỡng hai đứa nhỏ. Theo những nội dung trong bản hợp đồng cho thấy, tổng số tiền mà Trương Hằng nợ Trịnh Sảng là 36 triệu nhân dân tệ, khoảng 128 tỷ đồng. Đặc biệt, phía Trịnh Sảng còn yêu cầu Trương Hằng phải trả phí tổn thương tinh thần là 1 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thuê mang thai hộ ở Mỹ cùng những giấy tờ liên quan đều do phía Trương Hằng trả và Trịnh Sảng chỉ tạm ứng trước. Ngoài ra, còn có điều khoản phía Trương Hằng không được lấy con cái để dây dưa, làm phiền nhà gái. Cụ thể, nội dung bản hợp đồng như sau. 1. Trịnh Sảng chuyển 10 triệu nhân dân tệ vào tài khoản của công ty Kính Cốc Tọa thông qua một tài khoản cá nhân. 2. Trương Hằng hiện đã đặt mua tất cả các cổ phiếu trong Kính Cốc Tọa của Trịnh Sảng, sau khi hạch toán xong thì chuyển vào tài khoản của Trịnh Sảng với 10 triệu nhân dân tệ, ghi chú chuyển khoản vay trả nợ. 3. 10 triệu nhân dân tệ phải có trước ngày 6 tháng 6 năm 2020. 4. Trương Hằng nợ Trịnh Sảng 20 triệu nhân dân tệ và phải trả trước ngày 1 tháng 1 năm 2020. 5. Trương Hằng phải trả phí mang thai hộ tại Mỹ do Trịnh Sảng ứng trước và tiếp tục về nước để xin giấy tờ, cũng như chi phí bay và ăn ở để đón em bé trở về sang Trung Quốc, tương đương 3 triệu nhân dân tệ, trả lại trước ngày 30 tháng 12 năm 2019. 6. Trương Hằng phải trả phí tổn thương thần cho Trịnh Sảng 1 triệu nhân dân tệ trước ngày 6 tháng 6 năm 2020. 7. Tất cả các công ty đã đăng ký chủ sở hữu diễn ra trong thời gian hợp tác giữa hai người từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019 liên quan đến thông tin đối tác của pháp nhân. Vui lòng thay đổi thông tin bắt buộc nếu có bất kỳ thay đổi nào. 8. Trương Hằng, Trịnh Sảng đã quen biết từ ngày 25 tháng 4 năm 2018 đến ngày 27 tháng 9 năm 2019. Trong thời gian này, tất cả thông tin liên lạc, ảnh, video, chữ viết tay và tất cả các hợp đồng hoặc tin nhắn văn bản đã xem trong khoảng thời gian này phải bị xóa vĩnh viễn và được đảm bảo không lộ bí mật hay bị tiết lộ công khai về tất cả tin tức, địa chỉ và thông tin cá nhân của nhà gái, liên quan đến cả bố mẹ. 9. Con của hai người có bản hợp đồng chi tiết và chữ ký, đón bé ở Mỹ, nhà nam thanh toán chi phí bên ngoài, còn lại tự ai nấy xử lý. 10. Trương Hằng phải dùng tài khoản công ty tạm ứng tiền thuê nhà 2,06 triệu nhân dân tệ. 11. Trương Hằng cần trả tiền nuôi con, không có kế hoạch. 12. Tất cả nội dung hợp đồng này không được công khai, nếu trên phương tiện truyền thông xã hội hay các bên liên quan bị phát hiện hay ai tung ra thì phải chịu trách nhiệm phí tổn thất do bên kia yêu cầu. 13. Không tiết lộ thông tin liên quan đến nhà gái trên các phương tiện truyền thông hoặc mạng xã hội, tất cả tài liệu, hình ảnh nhà gái liên quan đến mối quan hệ giữa hai người, thù lao đóng phim lao động. 14. Không được lấy con cái để dây dưa, làm phiền nhà gái. 15. Không được đem đối phương làm tài liệu văn học sống để truyền bá. Sau khi bản hợp đồng được công bố, rất nhiều cư dân mạng tỏ ra bức xúc. Một số bình luận tiêu biểu: "Ôi, cô này có còn là con người nữa rồi, sống chỉ biết tiền và tiền. Phong sát là đúng đắn nhất đối với cô, sao cái gì cũng là đàng trai trả tiền hết vậy, không thế, trần đời thấy ông nào lụy mù quáng như ông này, hợp đồng này do Trịnh Sảng viết tại Tây Ban Nha." Ngoài bản hợp đồng với 15 điều khoản quá quát, đòi Trương Hằng phải gửi tổng số tiền lên tới 38 triệu tệ, 135 tỷ đồng, kèm theo nhiều yêu cầu không được tiết lộ hợp đồng, tin nhắn, hình ảnh, video liên quan tới cả hai, bố của Trương Hằng tung tin nhắn CEO này đau đớn gửi cho bạn gái cũ. Trương Hằng từng nhắn trong nhóm hỏi Trịnh Sảng muốn bao nhiêu và cho cô hết. Anh yêu cô nhưng có giới hạn. Kể cả 15 điều kiện cô liệt kê ra trong group chat 12 người, có Trịnh Sảng và nhiều người bạn trong giới truyền thông. Bố Trương Hằng cho biết thêm, Trịnh Sảng và bố mẹ không chỉ một lần yêu cầu từ bỏ đứa bé, không chỉ vậy còn bày tỏ vì đứa trẻ đã thành hình trong bào thai không thể phá được nên muốn cho đi. Phía Trịnh Sảng không muốn có con, vậy nhưng cũng không chịu chấp nhận để con cho Trương Hằng nuôi. Việc bố mẹ Trương Hằng đến nhà Trịnh Sảng để xin lỗi là không có thật. Liên quan đến việc Trương Hằng ngoại tình, bố của CEO này cho hay nguyên nhân dẫn đến chuyện qua nhà Trịnh Sảng thương lượng là vì cặp đôi đã chia tay, ông không rõ về vấn đề tình cảm giữa hai người. Người này cũng cho biết không có chuyện Trịnh Sảng không thể liên lạc được khi muốn trao đổi vấn đề về hai đứa trẻ. Vụ án ở Mỹ là do Trịnh Sảng khởi kiện Trương Hằng, chính Trịnh Sảng là người đã block cho Trương Hằng vào danh sách đen, khiến anh không thể liên lạc với cô được. Hiện tại, hai đứa bé đều đang ở Mỹ, do Trương Hằng và mẹ anh chăm sóc. Họ đang không có cách nào để về nước. Con trai ông đã nộp đơn xin gia hạn visa lần 2, hiện đang chờ cục quản lý xuất nhập cảnh chấp thuận. Về việc phía Trịnh Sảng muốn giành quyền đưa con về Trung Quốc, bố CEO này bày tỏ, gia đình chúng tôi sẽ cố gắng để thắng kiện. Trương Hằng hiện đang cảm thấy rất hối hận và muốn xin lỗi về scandal mang thai hộ. Anh sẽ tiếp tục cố gắng nuôi dưỡng hai con thật tốt.